Subaru ở Nhật thì có nhiều xe giống Việt Nam lắm, kiểu Forester này, thậm chí là XV có thể là sắp tới về Việt Nam theo mình nghe loáng thoáng là thế. Nhưng mà có một cái chiếc xe mà nhiều khả năng là nó sẽ không về Việt Nam, và nhiều khả năng là nó sẽ là chỉ một chiếc xe bán ở đây thôi. Đó chính là chiếc LeVolt Layback. Thì đây là một cái chiếc xe, các bạn sẽ thấy là cái thiết kế của nó giống như một chiếc VKRX phiên bản Wagon đó. Đó, từ thiết kế phần đèn xe. Đó, tuy nhiên thì cái phần thiết kế mặt ca lăng các bạn sẽ thấy là nó rất là khác so với cả những cái chiếc VKRX Wagon mà chúng ta đã thấy tại Việt Nam. Đó, cái tên nó là LeVolt Layback. Đó, và tuy nhiên ở trên cái mặt phần nắp capo các bạn vẫn sẽ thấy là có một cái phần đường ven. Thì cái két của nó nằm như kiểu động cơ Boxster, thì cái két của nó nằm ở phía trên đấy các bạn. Thì cái này nó sẽ đi thẳng xuống cái phần két để làm mát luôn. Và chiếc xe này thì nó là một chiếc Wagon. Nó là một chiếc Wagon, và Subaru thì họ vẫn luôn nổi tiếng là họ làm những cái chiếc Wagon chạy rất là hay. Nhưng mà các bạn để ý là nếu như mà so với cả VKRX ấy, thì chiếc xe này nó sẽ có một cái phần khoảng sáng gầm nó cao hơn một chút. Nó cao hơn một chút. Và bản thân như cái việc cái tên của nó là Layback có nghĩa là trèo qua những cái khe ở trên đá, thì đây là một cái chiếc xe nó sẽ có cái khả năng gọi là đi đường xấu, đi đường khó. Nó sẽ tốt hơn những cái dòng gọi là những cái dòng Wagon khác của Subaru. Tất nhiên là ví dụ như của các bạn so với Outback thì nó sẽ cao hơn chiếc xe này. Rồi chúng ta sẽ đi một chút lướt về thân xe. Thì cái thiết kế của chiếc xe này thì thực ra cá nhân mình thì mình khá thích những cái dòng xe Wagon, cho nên là mình cũng khá ấn tượng với cả những cái chiếc xe mà sử dụng cái thiết kế của một dòng xe Wagon. Ở đây là chúng ta sẽ có phần cốp xe. Cốp xe này mở điện, nếu mà muốn đóng lại chúng ta sẽ cần bấm nút thế này thôi. Đây, các bạn có thể quan sát được cái phần đuôi xe của chiếc xe này. Thực ra bản thân ấy, cái tên LeVolt nó là cái tên dành cho dòng VKRX Wagon. Nhiều người gọi kiểu hai cái tên khác nhau, những cái thị trường khác nhau. Các bạn sẽ thấy là cái phần đèn thiết kế của nó cũng rất là nhiều những cái điểm tương đồng như cái chiếc VKRX Wagon mà chúng ta đã thấy ở Việt Nam. Đó, tuy nhiên thì đây là một cái chiếc xe mình cảm giác là nó thiên hướng về gia đình nhiều hơn. Nó thiên hướng về sử dụng cho những cái chuyến hành trình vượt địa hình rồi dã ngoại nhiều hơn là một cái chiếc xe tập trung vào hiệu năng như là chiếc VKRX. Chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy là cái thiết kế của nó có một cái phần gì đấy nó hiền hòa, nó lành hơn, nó không quá dữ dằn như là VKRX. Chúng ta sẽ thử vào hàng ghế thứ hai của chiếc xe này xem là không gian phía đằng sau thì sao. Đúng là một chiếc xe gia đình thì ngồi đằng sau thì cái độ rộng rãi thì tương đối tốt. Thực sự là ngồi rộng rãi đằng sau tương đối tốt. Ghế nó sẽ hơi cứng một chút, cảm giác cái da này nó sẽ hơi cứng và cái đệm nó sẽ hơi cứng một chút. Ngồi nó không phải quá chìm người. Nhưng mà về cơ bản là cái phần ghế này ngồi rất là thoải mái này. Phần chân của chúng ta không phải quá rộng thênh thang nhưng mà là ngồi được. Đầu thì cũng không bị chạm. Và ở phía đằng sau chúng ta sẽ có gì đây? Chúng ta sẽ có, một là chúng ta sẽ có sưởi ghế này. Đó, có sưởi ghế này, có hai cổng sạc Type-C và cổng sạc Type-A, hai sưởi ghế cho hai bên ghế. Và ngoài ra thì không có gì quá là đặc sắc. Nhưng mà cái đặc sắc thì có lẽ là phải lên hàng ghế thứ nhất. Đó, ở trên này thì nó mới có nhiều thứ để chúng ta nhìn thấy và có nhiều thứ nó rất khác xe Subaru ở Việt Nam. Rồi, mình sẽ tranh thủ ngồi ở bên ghế phụ bởi vì ngồi bên này thì sẽ không phải xếp hàng để đi vào ngồi chờ. Thì các bạn sẽ thấy là về cái ngôn ngữ thiết kế chung thì nó rất là giống xe Subaru ở Việt Nam. Những cái dòng như kiểu là VKRX hay là Outback thì chúng ta sẽ có cái phần màn hình giải trí trung tâm. Nó rất là to và nó để dọc như thế này. Và chúng ta vẫn sẽ còn những cái nút vật lý để điều khiển điều hòa hay là volume. Ngoài ra thì về thiết kế của vô lăng cũng rất là giống những dòng xe Subaru ở Việt Nam. Nhưng mà nếu như mà các bạn chú ý, các bạn nhìn vào cái phần màn hình phía đằng sau vô lăng thì ở trên những cái phiên bản ở Việt Nam thì chúng ta sẽ không sử dụng được bản đồ ở trên đó. Nhưng mà với những cái chiếc xe Subaru, đặc biệt là ví dụ như chiếc LeVolt Layback, thì chúng ta có thể sử dụng được bản đồ, sử dụng chỉ đường ngay trực tiếp ở phần màn hình phía đằng sau vô lăng. Thì nó sẽ giúp cho cái việc lái xe nó thuận tiện hơn rất nhiều. Và đấy là cái mà Việt Nam chúng ta là hiện tại là chưa có và chưa áp dụng được. Ngoài ra thì chiếc xe này nó cũng sẽ có những cái trang bị, ví dụ như là hệ thống an toàn chủ động EyeSight, thì đương nhiên là trên xe Subaru nào thì nó cũng có rồi. Đó, và có một cái chi tiết là mình không hiểu vì sao là ở trên chiếc xe này thì mọi người đang xem được video ở trên màn hình. Có thể đây là một cái tính năng gì đấy nhưng mình gà mình không biết. Và nói qua một chút về khối động cơ của chiếc xe này thì chúng ta sẽ có động cơ 1.8 tăng áp và nó sẽ chỉ loanh quanh đâu đấy khoảng 175 mã lực mà thôi. Nhưng mà thực sự với một cái khối động cơ tăng áp và 175 mã lực cho một cái chiếc xe như này, với mình, với nhu cầu sử dụng cơ bản thì nó là rất đủ và rất thừa rồi. Có những cái tiếng đóng cửa của những cái chiếc xe lắp ráp nội địa Nhật Bản nghe lúc nào nó cũng rất là sướng.
Và đây là một cái mà mình muốn chia sẻ nhanh với các bạn về chiếc LeVorg Layback, một chiếc xe mà có lẽ là nó sẽ không xuất hiện tại Việt Nam đâu, bởi vì thực ra người Việt mình không thích cái xe wagon. Người Việt mình không thích cái xe wagon vì nhìn nó không được bảnh bao, nhìn nó không được gọi là hào nhoáng. Nhưng mà cá nhân mình thì mình rất thích những cái chiếc xe như thế này. Và nếu như mà có một cái chiếc xe như thế này tại Việt Nam thì chả có lý do gì mà chúng ta không mua cả. Và nó sẽ giống như những cái chiếc xe mà sử dụng không phải xe thể thao. Nó sẽ không giống VRX ở việc là cái khối động cơ này nó sẽ không đi cùng với cả hộp số CVT gọi là thể thao của Subaru. Thay vào đấy nó sẽ dùng cái hộp số Linetronic, giống như những cái chiếc như kiểu Forester, Outback vân vân. Thì nó sẽ sử dụng những cái hộp số Linetronic kiểu như vậy. Thì chiếc xe này cũng như thế. Nhưng mà cái mức công suất mình thấy là rất hợp lý với cả thị trường Việt Nam. Mức công suất rất hợp lý với thị trường Việt Nam. 175 mã lực mà tăng áp, mình thấy chạy là ổn đấy chứ, quá ổn luôn, dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Và nó đảm bảo được cho những cái chuyến đi chơi chúng ta không bao giờ phải lo lắng gì cả, bởi vì AVKD của Subaru thì quá ngon rồi. Rồi và chúng ta sẽ lướt qua cái chiếc xe này như vậy thôi. Subaru thì bây giờ nó cũng rất là đông. Và thực ra thì Subaru thì họ phần lớn họ sẽ chỉ có những chiếc xe concept. Ví dụ như cái chiếc xe đang ở trên sân khấu ở đây, các bạn có thể thấy là một cái chiếc xe concept của Subaru. Và thậm chí là đây họ đang demo một cái chiếc xe bay. Tức là họ đang thông báo, chiếc xe này thì chưa bay được ở đây, nhưng mà họ đang thông báo với người ra là đây là một cái chiếc xe có thể bay trong tương lai với những cái cánh quạt. Và Subaru thì họ đang làm một chiếc xe bay như vậy. Nó có tên là, cho mình một xíu, Subaru Air Mobility Concept. Đó là một cái chiếc xe có thể bay được Subaru. Biết đâu là khoảng tầm 5-10 năm nữa đường hai chiều quay lại Tokyo để trải nghiệm một cái chiếc xe bay của Subaru thì sao. Rồi và đó là gian hàng của Subaru. Và có lẽ là mình sẽ tiếp tục với cả Mobility Show với cả nhiều gian hàng, nhiều chiếc xe khác nhau. Ok, đừng bỏ lỡ video của đường hai chiều nhá.